Hello tụi bạn nha, bánh đà hàng mới. Cái này mình có hai loại nha, một là có 500, 1, 2, 3, 4, 5 viên. Một loại nữa là không 500 các bạn. Có 500 thì giá là 550k bao ship nha. Đó. Hoặc là 500k tới nhà lấy. Còn cái thứ hai là không 500 nha, là 450k bao ship nha. Hoặc là 400k tới nhà lấy nha. Anh em nào mua từ hai cái đổ lên thì giá tốt hơn vài chục k nha. Chứ mình bán giá cũng rất là tốt nha. Hàng mới 100%. Nặng 12kg nha. Hàng mới của Nhật chưa xài, hàng lưu kho nha. Đường kính là 23cm nha. Cái này các bạn làm bánh vụt nha, bánh vụt, bánh đà các kiểu. Đó. Cái này hàng mới. Còn khách nào mà xài luôn cái mâm này vào việc á thì cái này là 23cm nha. Rồi cái răng này nè. Nếu các bạn mà thay được cái vô cái máy của mình á thì ngon nha. Đó. Có 500. 100. Hút rất mạnh luôn nha. Ha. Trăm rất là tốt nha. Hàng mới 100%. Có hai loại anh em. Thì răng này mình không biết bao nhiêu răng nha. Còn khách nào cần đếm thì mình đếm cho. Hôm qua mình đo là từ đỉnh này sang đỉnh này là 8mm. 8mm nha. Ở đây nó vát một bên để làm gì các bạn? Để cái đề á. Cái đề mà trên cái răng nó cũng có vát nha. Nó sẽ khi mà nó các bạn bấm đề á, nó chọt ra nha. Nó chọt cái răng vào đây nè. Xong nó quay ha. Đó. Làm bánh vụt ngon nha. Làm bánh vụt rất là ngon luôn. Có ba vét nha. Ủa. Cái lỗ này côn các bạn ơi. Cái này lỗ côn nha. Hàng gì mình thấy phía bên đây thì có ba vét nó ít. Còn qua bên đây các bạn. Nè, cái ba vét nó rất là sâu nha. Thì chứng tỏ cái mặt cái côn nha. Cái mặt phía sau nè, cái lỗ phía sau nó nhỏ hơn cái lỗ trước ha. Côn, đúng rồi. Đó, lỗ côn. R12T ha. Còn cái này cỡ 5-6cm nha. Anh em mà chế bánh vụt đó nha. Chế bánh vụt, bánh đà. Hoặc là hiện tại có nhiều khách chế cái gì các bạn biết không? À, chế cái bộ mà giống như năng lượng vĩnh cửu á. Nó có hai cái móc, hai lò xo á. Nó quay. Anh em nào độ chế TikTok.